Hi, hello em và chào mọi người quay trở lại với channel của CZ hai đồ thủ. Không biết nỗi nào cho hai đồ thủ cho con floor này luôn này. 1 2 3 bán hai con này đi gầm vừa. Okay, vậy thôi. Okay. Ba đồ thủ cơ anh em ơi. Lên luôn nhỉ? Luôn 4 tướng. Lên luôn đi, được tiền. Trong ba tướng trông nó vẫn chưa chắc ăn là thắng lắm nên là bốn tướng an toàn thôi, sừng vội. Chín nhá, đẹp phết nhỉ, pha này mà thắng nữa là lên này, lên 20 vàng. Floor hay kết càng nét, floor bắt đáy à? Cho nó bắt góc kia cũng được, bắt đáy bên kia đi. Hai tay sách thái căng đét ra đấm một phát, đấm một phát nào đó ra tay sấy hết anh em ơi, sợ quá. À không, con này có Gaia không sấy được hết, máy con này Gaia đang chả mua được gì. Mình thích, mình có thể roll một con rat, một người roll thêm một phát nữa. Cũng được. Không có gì, em bán hai con này đi nhá. Dự mình sẽ bán hai con này đi thôi. Không có gì đâu, bán con video này trước này. Bán rat này tiếp theo này. Cần phải bán con này. Nghĩ cần bán được con floor này, mình có hai đồ thủ cả vật lý cả phép này thì khá là uy tín, đầu game nó cũng khá là khỏe. Mình định một lần nữa thua thêm một con thứ hai cho nó an toàn mà, nhưng mà mình chắc không sao. Hai đồ thủ thì chắc là mình đánh thú chăng, ba đồ này mình ném cho con thê hoặc ma lốc gì đấy thôi. Đồ thủ nếu mà ném cho voi thì cũng ok nhỉ, cần thêm một mana nữa. Chị hồn mà lốc giúp để xem nào nhá, em xem nào. Ngọc Đại Pháp Sư à? Đại Pháp Sư là gì nhỉ anh em nhỉ? Nhưng mà đánh thủ thủ trước đã nhé. Ngọc Đại Pháp Sư mình bỏ Yon đi được. Chọn Vio đi, chọn rap, chọn vio đi, vio đấm trước đi. Nakot cho bắt tạm mình, Nakot thừa đồ game cũng quá quá là, trừ khi tí nữa ra một phát 40 mana nữa anh em ơi. Nhưng phát này ra nó khá là sớm nên cho mình sẽ đánh hấp ám thôi, ngọc đại mà có nắp mà, tội gì không đánh anh. Ui rồi còn vio mình, ôi rồi còn vio thôi. Không hề cố ý luôn anh em ơi.
chơi thứ này đi. Đây luôn. Có thể bắt cũng được nhé, cho một bạn tầm thường như vậy bắt là có thì anh em mới cho nó an toàn. Thôi mình bán con Dashi. Cũng bị view ulti đấy. Cái trận này số đỏ anh em ấy. Alright. Chơi thủ không? Ê sao nó ra lắm tướng mà bắt mình đánh theo kiểu của bọn nó thế nhở? Kiểu như bọn nó bắt mình đánh theo một kiểu nhất định. Hai đồ cho con floor thôi. Vio cầm đồ này. Cho Vio cầm cái này em nhỉ? Cầm này cũng được. Thử cái này đi. Vio của mình có một cái ngọc đại nó ulti sớm cũng khá là uy tín. Cho nó cầm đồ đi. Thẳng đi, bắn thẳng đi. Floor này trên đôi rồi. Bắn thẳng hơi xấu này. Floor trên đôi. Ok. Không hút được, floor trên đôi không? Có liềm. Thu cái liềm. Ta đi bắn chéo ngon hơn nhỉ? Bắn chéo. Thẳng bắn chéo nhỉ? Thêm một tướng nữa. Tại vì farm giờ mình thấy cũng quả nó bắn thẳng xuống đáy ấy, chỗ này này. Chỗ này đẹp ơi đẹp. Nên mình mới để nó bắn thẳng vào đè ấy này nhưng mà farm giờ bắn không phải đẹp lắm nhỉ? Chắc cái này đánh trợ thủ chắc luôn. Thêm thì mấy đồ thủ thôi. Vio lo xiên này. Vio bắn này. Không quá đau nhỉ, con này Gaia hay gì ấy. Vio này bắn không phải kiểu siêu thấm lắm, như kiểu kiểu lúc đầu game nó bắn thấm rồi thấm. Sang 9 này bạn này có gì? Nó man thôi mà. Nó te rồi. Cho thêm một tướng nữa vào thì mình sẽ cho thêm bạn này với cả bạn này với bạn này đi. Thêm này nữa. Floor thường kia, Grub, Narcot, rồng. Thiếu con rồng nhỉ, hơi thiếu đam nhỉ. Mình lấy đam ở đâu bây giờ? Cái này khả năng mình sẽ cho con Sephira. Một floor này đủ gánh đam không nhỉ? Narcot à? Nó có hai đồ kia, hai đồ này, thêm cái đồ 40 mana nữa thì ngon. Sợ hơi ít đam em. Nhưng mà con Vio thì không phải nhiều đam lắm. Trong này, trận này đánh trợ thủ chắc luôn. Trợ thủ ngon ơ luôn em. Ít đam à. Định bảo hay roll lấy thêm con rồng nữa nhưng mà thế hơi kỳ. Sao đâu, ít đam tí thôi anh em ơi. Xong mình sống vội lên trên kia. Narcot chắc không bị bắt đâu nhỉ, cho Narcot này. Cho Narcot này thêm đồ. Cầm nặng hết đồng đáng kia kìa. Dashi ulti này cũng hơi hơi thiếu đam một tí nhưng cũng không đáng kể đâu nhỉ. Chắc này cũng cân đam được anh em ơi. Không sao đâu, chắc không thiếu đâu. 14.000, 8.000 là có thêm cái này nữa này. Này là Sephira nhé. Sephira đứng trên đỉnh luôn. Hay Dasha, con Alice cầm thuẫn nhỉ.
Tạm thời chưa biết có con gì cầm thuẫn. Khá nhiều đối thủ ta. Sifira. Sifira mà lên 2 cho mình cho nó cầm thuẫn. Tafeni. Không là cót đầu kia ok rồi. Không cần Choi đâu, cho nó Gaia là được. Choi con Floor xin luôn. Cót sần xin luôn, thêm con rồng nữa. Chắc là thêm con rồng nữa sẽ bớt thiếu đam em. Trong này vẫn hơi thừa thọt đam một tí. Sifira đứng vào góc này. Cót này. Đánh thường 3 phát từ ulti. Alice cầm lặng được, đẹp thế ui. Chắc thì mấy quả con Alice tung chiêu đẹp nhỉ. Nhiều đam không? 4.000 đam à? Ok lắm. Thôi dừng tạm được. Gì teo không? Chúng teo vào cho thêm tí đam được. Alice. Alice có thể lên 2, bán thần chắc không cần. Mình bán thường bán teo à? Ây trời ơi. Yon này. Thường bắt đáy này. Thường bắt đáy này. Bắt con rồng này. Bắt con rồng nhưng con teo sẽ bắn người mình à? Cũng được, mình có ấy mà. Con Sifra đến đây. Cũng được. Bắt con Floor. Là cót gánh. Mười. Chắc là cho thêm tặng con Arduin vì không biết cho con gì thôi nhé. Này do không biết nó sấy con Nakot mình không. Ok này. Ok rồi. Nắc cũng còn 10 con em ơi, thoải mái tìm. Trên này đứa gái mình cũng số khá đỏ. Ra một đống đồ đẹp ạ. Mana cần thêm một ngọc đại nhỉ. Thêm một ngọc đại nữa không có đồ ném cho Thane. Thane này 3 đồ mana cơ. Hơi nhiều nhỉ. Chẳng cần nhiều nữa. Quy điểm quy không hợp lý lắm. Coi rồi. Thế Floor cũng hơi gánh đam, mình không muốn bỏ Floor đi. Cho vào đấy đầy đủ góc áo cũng được nhưng mà mất Floor cũng hơi tiếc. Đang tìm con rồng ấy. 9 con rồng. À lít chiều đẹp thế. Đã độc thủ. Cho lít cầm đồ nữa. Thêm chết mất nhiều máu ấy. À Floor xin. Thêm có vấn đề ghê nhỉ. Hay cho thêm ở lại nhỉ. Cho
Cho thêm ở lại cho con gì bay xuống nhá. Mình sẽ thêm đồ kia ok lắm. Hai đồ ấy vừa đủ mana. Thánh đồ. Thích lắm. Tập đánh hơn. Thánh đồ à? Bốn con rồng trông có vẻ cũng hơi khó anh em ơi, nhưng mà vẫn phải roll tiếp để mình tranh nốt tướng Nacot ulti này. Mình cho con Nacot cái choi luôn nhỉ? Thêm ba đầu thủ không? Cho nốt con Nacot cái choi sẽ xuống nó ulti luôn. Đồ này cho con Omen hoặc con gì đấy, thêm một đầu thủ cho con Thên. Thên cũng được ta. Cho nó có độ đi sớm sớm lên. Man này. Cho Sephira đứng giữa nhỉ, Sephira đứng giữa cầm ba đồ kia nhỉ. Này cho con thêm nữa nhé. Con này con thêm này, Noman. xuống ulti luôn nó mới yên tâm hơn đấy. Mặc dù hai đồ kia cho con thêm cũng đẹp nhưng mà thế này cũng ổn. Sephira đứng giữa là khi nó bút được cho 1, 2, 3, 4 con này, mình sẽ nghĩ sẽ ok hơn cho nó Sephira hai đồ thủ đứng giữa đi. Hai đầu thủ đứng giữa nó cũng không chết được sớm lắm nên là cho hai đầu thủ đứng giữa. Alice đứng trên còn gì ở đây thì nó sẽ đứng xuống dưới. Grak à, Grak thì đứng trên nữa. Dần Sephira sẽ thủ cái này được. Nắc còn bốn con, rồng còn bốn con, đáng tìm nốt đi anh em. Ra rồi, đen hết nhỉ. Con dành nhau con cát phết phải rôn đen anh em ơi, phải rôn hơi đen. Thêm bắt được con cát này, cát xuống nhảy đúng chỗ đi rắc mình thấy đi rắc mình đến bên kia thêm bổ phát chết hết luôn. Cho đi rắc để xem bên đầu bên kia cho nó đỡ gặp mấy con mà ở góc này. Đè thế bác còn phải còn bon cát à? Chưa ai đi à? Chưa ai đi tìm nắc tìm rồng khó nữa. Thôi bỏ cuộc nhá, lên 9 nhá. Đến lúc phải bỏ cuộc thôi. Cho Dirac sang đây nhá, cảm giác Dirac đứng bên này sẽ ok hơn, Dashi đứng bên này đi. Dashi, Anette, Anette xuống đây sẽ... khi một tướng xung quanh tung chiêu tối đa 10 điểm. Nhưng mà mình không biết là cái tướng xung quanh của nó là phạm vi bao nhiêu ô ấy. Nếu không mình để con đi NET đứng lên trên cao tí để lấy con Nacot này ulti này, lấy con Thê này ulti, lấy con Dirac này ulti. Chứ bên này cũng chả ulti nhiều lắm. Tung chiêu cái này đứng cạnh con Volcat mắc mắc ping luôn này. Volcat ulti liên tục. Đứng cạnh kiểu con này. Mình con pháp sư. Thêm một Lily cũng được. Đi rắc này bắn liên tục. Hơi khó nhỉ. Chắc là mình eco một tí thôi. Hết cả dòng hết nắc rồi. Tìm mãi không thấy anh em ấy. Chịu. Thế thì mình cái này, cho con đi sửa rắc này đi. Và cái choi này mình sẽ ném cho con thê này đi. Và mình sẽ ném cái Gaia này cho con Sephira này đi. Và cái này mình sẽ ném cho con Nacot cũng được. Bắt đầu tiên này và nó sẽ đau hơn. Được. Sounds like fair thôi.
Nakoth thì vẫn là nhiều đam nhất mà. Chiếc con rồng. Để hai con này bên cạnh thì con Nakoth nó đỡ bị dí nhá. Cầm lặng này, con này cầm lặng đi. Thêm bổ này. Thêm 2 rồi, càng đẹp. Úi giời. Có người phải đi anh em ơi. Bạn này đi không biết ra nhiều nắp nhiều rồng không nhỉ? Hai bạn này chưa đi này. Bạn này chưa đi này. Chưa ai chịu đi này anh em ơi, không có rồng không có nắp cho mình rồi. Truy núi này đánh gì? Không có rồng. Truy hồn. Cẩn đấy. Có hay kết được. Hay kết cho thêm. Hay kết cho thêm không? Thêm 2 rồi mà. Hay kết cho thêm cầm lặng cho Nakoth. Đi rắc cầm tạm này. Và Omen cầm cái kia cũng được. Nghĩ khả năng đi rắc nhiều đam hơn Omen. Đi rắc nhiều đam hơn Omen một tí. Thêm cầm đồ kia. Thêm cầm đồ này là chuẩn nó em ơi. Mà phải có thêm 2 là mới trâu một tí. Cái này hơi mỏng. Thêm này hơi mỏng. Nhưng mà xuống góc kia thì chẳng không chết được con thêm mình đâu. Thêm mình còn choi nữa mà. Có công ty phát tí chết này. Thêm bổ một phát vui rồi đi hết này. Hay mình cho đi rác cầm đồ nhỉ. Không nhưng mà thêm của người bổ nhiều đam. Truy hồn ai cầm. À không nếu truy hồn. Hút. Ok luôn. Thêm tí rồng tí nắp đi anh em ơi. Cần thêm tí rồng tí nắp đấy. Hai bạn này đi cả hai bạn đi. Không đi à. Nào thêm tí rồng tí nắp nào anh em ơi. Nắc 6 con, lên luôn không nhỉ? Lên luôn được không? Yassi. Này, lên tạm đây. Này, kỳ con này, con này kỳ quá. Sẽ có con này ở đây, cho thêm đứng giữa đi. Này, đứng dưới này đi. Cát ở giữa luôn đi, sợ quá nhỉ. Cát có tí đồ đi. Con cát mà có một cái liềm mà nhé. Nên là mình tự tin cho nó đứng hàng đầu luôn thôi. Không có gì sợ ấy. Để một phát là được. Một sách thánh nó nhảy hai phát được. Không thì tanh được cứ đứng lên trên thôi. Sợ gì. Hút. Mà anh cũng khỏe chứ con floor này gánh nãy giờ này. Này một máu một bạn đi rồi. Không có truy hồn với con cáp bên kia không ta. Voi 3, căng đét. Cần một thì cầm lặng nữa. Cầm lặng thì đi. Victor. Rồng đâu nhỉ. Cho cho con cáp không anh em. Người cho mình cho con cáp không nhỉ. Thôi cho thêm đi, thêm đang đồ khá là xịn. Đằng kia. Đồ con gì cũng xịn anh em ơi. Bỏ đi đã, ba con cá này đi. Thêm bắt đáy này, bắt con rồng, bắt con Illu gì đấy. Con cá bị ăn CC rồi này. Vẫn nhảy một phát là được rồi. Đi đáp sấy một phát này. Chết con voi này, là có ulti một phát cầm lặng. Không cầm lặng được. Thêm bổ. Ta này điên lắm. Đây là một vấn đề nan giải anh em ơi, không giết được con. Không giết được con cát này. Voi ba bạn này đi. Làm sao bạn này. Bạn này gặp bản sao không? Ừ, thế mình gặp bạn này à. Khó nhè. Không có chi hồn. Không có rồng. Quan trọng nhất là cái vụ không có rồng ấy. Không có rồng mới quan trọng. Thêm 3 à? Thêm 3 cũng suy nghĩ được. Bao giờ thế nào? Nakoth khá nhiều đam à? Nên cho Nakoth đồ không? Cho này cho Nakoth không ta? Xong rồi cho cái đồ thủ của cái con kia sang cho con... Thêm này. À, nếu mà không có truy hồn thì sẽ ném truy hồn sang cho con Lyrax này. Xong rồi tìm cách làm nào để mình
bắt được truy hồn và con cát. Không là mình cũng chưa hình dung thế nào làm nào để giết được con cát ở đâu ấy. Câm lặng nó nhỉ, câm lặng nó được không? Na cót xuống dưới xả đống đam, thêm có thêm đồ thủ, đi đắc cầm truy hồn. Mình duy họ hy vọng duy nhất của mình rồng, truy hồn có không? Có na cót rồng, có rồng đồ luôn, liềm à, liềm đi. Bây giờ con rồng mình sẽ phải thổi vào con von cát nhà bạn kia đúng không? Đây nó đứng đây nhé, này đứng đây, này đứng đây, này đứng đây. Con cát mình thực ra không muốn cho solo con kia lắm, con đi rắc đứng bên này đi. Bạn này có thương không? Có thương đúng không? Thế thì con cát mình sẽ đứng đây được, hoặc đứng đây, đứng đây và đứng đây, đứng đây, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Thêm xuống tay cái bên này, von cát vào giữa không? Cái này cho con rồng, quên nó, cái này cho con rồng. Thổi vào con mặt con von cát này nó mới câm lặng được. Con na cót phải đứng cạnh con đi rắc nữa này, nhiều vấn đề. Alice không câm lặng được con này, nhưng mà con này chết rồi, mày quá. Phải để hơi lỗi tí anh em ơi, xin lỗi tí, xin lỗi, xin lỗi. Phải để mình phải ném đồ sớm hơn rồi, ném một đống đồ cho con rồng này nữa để cho nó thổi câm lặng bớt này con Alice đứng đấy câm lặng con von cát được. Hên xui. Trong nhà đấy thì khỏe, mình sợ không giết được von cát thôi chứ. Còn lại nhà này thì cũng bình thường, làm bán thần. Không có đồ cho Illu thôi. Đấy, nó vậy thôi, biết mình đến đây kết thúc rồi. Bạn thích clip thì hãy like, subscribe và comment phía dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Ok, bye bye.